Các anh em nha, video này mình sẽ hướng dẫn cho các anh em điền form để rút con tốc cần KIFI từ sáng nhận 0.1 và tốc cần KIFI trước kia các bạn. Bạn nào đã có làm trên bot thì các bạn click phần link mô tả thứ nhất mình vào bot kiểm tra, còn nếu có làm thì còn click phần link thứ hai của mình bằng mã link form này các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn khai báo họ và tên của tất cả các bạn nha các bạn. What's your name? Phải các bạn. Sorry anh em, mình đã lộn anh em ơi. What are you from? Là mình đến từ quốc gia nào? Các bạn ghi vào Việt Nam các bạn. Các bạn ghi chữ Việt Nam, có dấu đàng hoàng luôn các bạn. Tiếp tục là what's your name? Thì họ và tên của tất cả các bạn ghi vào. Tiếp tục thì các bạn điền dòng email đăng ký trên bot nha các bạn. Trước khi bạn khai báo trên bot email nào thì các bạn vào kiểm tra cái bot email đó. Tiếp tục thì các bạn đăng ký một cái sàn IndoX nào, thì các bạn vào đăng ký về tài khoản IndoX trên sàn này nè các bạn. Các bạn đăng ký email mật khẩu vào mail config nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn điền lại khai báo email đăng ký trên đâu ta email đăng ký trên sàn IndoX. Mình email khác cả 4 từ 4 mà không hết cơm. And submit to click. Tiếp tục thì câu hỏi này phải các bạn. Nói đây là số lượng các bạn thu được bao nhiêu lần nhấp chuột click static thì các bạn trải qua công bot các bạn. Các bạn chụp màn hình lại giúp mình các bạn. Các bạn chụp màn hình này giúp mình các bạn. Rồi tiếp tục thì mình 0.55 nè. Rồi các bạn mở lên form ra lại nè. Các bạn điền vào đây 0.55 là cái dòng balance của tất cả các bạn nha các bạn. Nè các bạn. Tiếp tục bạn gỡ lên cái tab send photo nè. Bạn chọn từ thiết bị nè, mà tải lên nha các bạn, tải qua anh ấy lên. Còn hai dòng này là đây là những cái cấp phép các bạn, mình chắc không muốn các bạn chắc không lọt vào đâu. Đây thì những người nào đã được bao nhiêu 70 ghép thì bạn submit cái link ghép của các bạn lên đây nha các bạn. Còn đây thì những người mình tuyển được trên 200 ghép thì bạn phải bắt cái giấy mình bắt bò lên nha các bạn. Trước để đi tạp nhiều quá, tối hai dòng này thì các bạn mình nghĩ sẽ không được phát triển các bạn được kiểm tra được. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn điền form của tất cả KIFI trên đây. Mình cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.